Hello, xin chào tất cả mọi người. Sáng nay Phương cho bọn ăn sáng, sẵn tiện quay luôn một cái video hướng dẫn mọi người các bạn nuôi bọ trong nhà, làm sao cho con bọ nó không đái vương vãi ra ngoài khỏi chuồng. Tại vì lúc con bọ này khi nuôi á, lúc nó động dục và lúc nó sinh sản, tới kỳ sinh sản của nó có bầu, nó sẽ đái ra rất là xa. Mà các bạn không làm đúng cách thì chuồng trại thì có thể nó đái ra ngoài, nó hôi. Đây, khi làm chuồng các bạn sẽ làm chuồng như thế này, đặt máng như vậy. Có video ngày hôm qua mình hướng dẫn đặt máng rồi, thì các bạn sẽ lấy thêm một miếng alu hoặc là gì đó, các bạn đặt ở trong chuồng có vết xéo như thế này và nó cao tầm 10 phân là được, 10 đến 15 phân là càng tốt. Các bạn đặt như thế này, khi nó đi vệ sinh nó sẽ đi xéo xuống, nó sẽ chảy xuống đây và chảy thẳng xuống máng, chứ không có vết ngăn như vậy về là nó sẽ đi vệ sinh ra ngoài, sẽ rất là bẩn nhà, lâu ngày sẽ có vết ố vàng, khó là chùi rửa. Còn đây, ấy dạ, đây chuồng nào mình cũng làm như vậy, nó đi thẳng xuống đây, nó chảy xuống máng, nó không có vương vãi ra ngoài. Khi con bọ nó đang có bầu á, là nó đái rất là cao, văng lên tới cả trên đây, đây có những cái vết như thế này, đó là đã nó đái văng lên tới cả trên đây. Nên mình cần thiết phải làm cái vết ngăn như thế này cho nó đái khỏi vương vãi ra ngoài. Khi mình nuôi nhưng mà lúc nào nên sàn mình cũng sạch sẽ, chỉ có một cái vài tủ nó bị rỉ rét ra thì nó chảy xuống thôi, mà chỗ đó mình khắc phục được, mình lót một miếng vải dưới đó mình khắc phục được. Còn ổi rồi các thứ cho bò ăn các bạn phải rửa sạch sẽ đi, để khô rồi hãy đi cho nó ăn, như vậy nó không bị đau bụng. Cái lá ổi cũng mà các bạn cũng có thể cho nó ăn để nó không bị, nó cũng tốt cho đường ruột của nó. Ăn đi. Trời ơi, gặm miếng nhựa lủng cái sàn rồi. Con nào con nấy rất là sạch sẽ đẹp, mập như con heo, mập như con heo.
đó, vừa cả ngày mình cho ăn vừa đồ tươi vừa đồ khô cả mấy chục ký lận, nhưng tới 15 ngày sau mình mới vệ sinh và nó không bị vương vãi. Mới đầu mình làm cái chuồng này mình sẽ be ở ngoài á, nên nó không có tác dụng. Đến lúc mình lấy cái chuồng gì mình mới biết là nó be ở ngoài, nó đi vệ sinh nó sẽ vãi xuống đây, nó sẽ rớt ra ngoài, nó bị rét mấy cái này. Thế là mình phải áp dụng thêm cái này nữa ở bên trong nữa, nó đái nó sẽ chảy xéo xuống và nó đi xuống thẳng xuống khay. Lâu, tại vì lâu ngày quá mình không có lâu cái miếng, mấy cái miếng này. Nếu mà lâu mấy cái miếng này thì rất là sạch sẽ. Đây nè anh đi. Chuồng này thì toàn là baby. Mấy con mẹ thì chỉ có đẻ lứa đầu, còn lại là baby không. Nhưng mấy em này thì mới 3-4 tuần tuổi, còn em này thì mới có 1 tuần. Chuồng này mặc dù là rất là đông, tới 20 con, hơn 20 con lận, nhưng mà nó lúc nào nó cũng sạch sẽ như vậy, nó không có dơ. Đây là buổi sáng mình chưa cho ăn nha, nó ăn xong nó sẽ mặc, nó sẽ trùng nguyên đã lắm. Chặt lắm rồi, tại vì trong thời kỳ dịch này mình đi ship không được. Xin chào tất cả mọi người, vậy là xong bữa sáng, còn một khu dưới kia nữa. Khi nào có thời gian mình sẽ quay khu dưới kia cho mọi người xem. Khu trên này chỉ nuôi bò giống để sinh sản thôi.